Sáng ngày 21 tháng 6, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm, chúc mừng cán bộ nhân viên Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện. Trao đổi thân mật với Ban Giám đốc, cán bộ phóng viên, kỹ thuật viên Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của cán bộ, nhân viên trung tâm trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền của trung tâm đã góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm luôn đoàn kết, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bằng nguồn lực, trang thiết bị hiện có, phát huy tốt vai trò trách nhiệm là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ một cách khoa học, nâng cao chất lượng tin bài, phóng sự, đặc biệt là nêu gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, quảng bá, giới thiệu nét đẹp về cảnh quan, truyền thống văn hóa của quê hương, tập trung tốt các mặt, phát thanh, truyền hình, cổ động trực quan, băng rôn, khẩu hiệu, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, không những tập trung tuyên truyền ở địa bàn huyện, mà còn phải cộng tác với các báo đài trung ương, báo đài cấp tỉnh, các huyện bản, tạo sự gắn kết, cũng như thu hút được đông đảo bạn đọc, người nghe, người xem, luôn theo dõi, yêu thích các chương trình phát thanh, tin bài, phóng sự truyền hình của trung tâm sản xuất, để mỗi ngày, tiếng nói của đảng bộ, chính quyền huyện, nhất là các chủ trương, nghị quyết, chính sách mới, sẽ đến gần với bà con nhân dân hơn.